Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì cũng đã khuya rồi, Tăng mới có dịp làm tranh thủ chút thời gian ha, làm cái video cho mọi người xem ha, tham khảo thông tin. Thì buổi tối cũng có nhiều anh chị ở xa tư vấn ha, kể cả anh chị ở nước ngoài rất là nhiều nước, mình cũng cần thông tin tham khảo về thị trường mình đang làm, thị trường ở đặc biệt là ở Phú Mỹ ha, và hiện Châu Đức, xứ Nghệ, hai khu vực đặc biệt là Tăng đang làm, và Tăng sẽ phân tích một chút thực tế góc cạnh ha. Và ngày Chủ nhật Tăng đi công việc, Tăng ghé về thì Tăng thực tế, Tăng tranh thủ thời gian để qua cho mọi người luôn, vì công việc cuối năm rất là bận ha, từ tư vấn cho đến bán đất, từ gặp gỡ rất là nhiều, cho nên để có cái thời gian chia sẻ cho mọi người tới giá trị thật sự ha, để rõ hơn. Thì Tăng sẽ quay cái một yếu tố chính là hôm nay là ngày đó, là cái này là điểm giao của cao tốc Bến Lức Long Thành ha, một cái yếu tố chính trong vĩ mô trong bất động sản ha. Cái này cũng rất là quan trọng, vì sao nó liên quan tới bất động sản của khu vực Phú Mỹ, là vì khu vực Phước Thái Đồng Nai này là khu vực giáp với lại là Đồng Nai Vũng Tàu, rồi khu vực rất gần, từ Đồng Nai Vũng Tàu là Phú Mỹ là như gần nhau rồi, và có khu công nghiệp xung quanh đây. Tăng chỉ là đa số là làm việc thực tế chủ yếu, cho nên ngày hôm nay Tăng quay clip này thì sẽ chia sẻ với mọi người, tranh thủ chút thời gian ít ỏi ha, để mình chia sẻ cái gì thật đó mọi người xem. Vì cho dù mọi người có thông tin học như thế nào, cho dù kiến thức như thế nào, lý thuyết thì vẫn phải là thực hành thực tế ha, phải đi chiêm nghiệm và biết vì sao. Và cao tốc Bến Lức Long Thành thì công trình trọng điểm quốc gia, thì chắc ai cũng có tìm hiểu thông tin thật kỹ rồi thì hiểu rồi. Thì khởi động cao tốc này thì 2013 2014 là khởi công rồi, nhưng 700 quá trình bây giờ cũng chưa hoàn thiện, và điểm nấu là cũng sát với quốc lộ 51 này, ngay ngã tư Phước Thái chỗ này, và sẽ có nguy cơ phải delay tới 2022 2023 rồi. Và ta sẽ phân tích chuyên sâu ha, thực tế rõ hơn là về yếu tố vĩ mô trọng điểm, là trong một những yếu tố tăng giá trong bất động sản, mọi người phải nắm rõ và vì sẽ rút cho mình được cái kinh nghiệm ha, đi đầu tư bất động sản. Khi mình vĩ mô mình vững, mình chắc thì mình, bước đầu tiên mà thì mình phải mình chắc, thì mà khi mà chắc thì mình cứ vào những yếu tố vĩ mô nhỏ hơn thì mình mới đỡ được cái rủi ro ha. Với mình gãy ngay cái vĩ mô đầu tiên thì bước đầu tiên mình đã đi sai đường rồi, khi mình sai một bước nữa trong bất động sản nữa, khu vực nào nữa, thì mình sai thêm một bước nữa là coi như đã đi, sẽ mất rất là nhiều thời gian để mình chữa sai ha. Chờ bây giờ thời còn ngày còn khó khăn thì cơ hội mình không còn nhiều đâu mọi người ha, thời gian nó quan trọng, cho nên tăng tranh thủ thời gian chút ít ỏi ha, tăng chia sẻ thực tế cho mọi người xem này ha. Nó ngắn gọn cao tốc Bến Lức thì mọi người rất là hiểu cái này rồi, thông tin này rất là nhiều, một yếu tố công trình quốc gia ha, có những điểm nấu ở Long An ha, ở hay là ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, ở điểm nấu rất là quan trọng nè, ở đường Nguyễn Hữu Thọ này. À, người thêm à, điểm nấu ra bay quốc lộ 51 50 nhằm vào quốc lộ 50 và chỗ Long An ha, những điểm nấu cuối cùng của cao tốc Bến Lức Long Thành ha, điểm nấu đầu tiên và điểm nấu cuối cùng là tại Phước Thái, ngay ở ngã ba Phước Thái mình là Đồng Nai giáp ngay Phú Mỹ luôn. Dạ, ý nghĩa kinh tế là hết sức quan trọng ha, mọi người hãy tìm hiểu thêm ha, còn mình đi sâu vào thực tế mình sẽ nói rõ hơn. À, mình sẽ bắt đầu đi từ đây ha, thực tế nhanh gọi cho mọi người chứ nói nhiều quá thì cũng không hay lắm, ra thực tế nó sẽ hay hơn. Mình sẽ bắt đầu từ Bách Hóa Xanh dưới này. Đợi chút, hôm nay sẽ khai sĩ Tăng sẽ cắt một đoạn vì Tăng đi hơi ngược ngược phương hướng này ha, mình là đưa lên mình này sai mà cũng không hay lắm. Đây, Tăng sẽ đi một đoạn ở gốc cho là từ chỗ Bách Hóa Xanh đây, đây từ này thực tế ha, ở ba ta sẽ đi tới cao tốc Bến Lức Long Thành, mọi người bấm lên sẽ hiểu rõ ha. Đây, Phước Thái này đó, bên cao tốc đây rồi, tăng ra thực tế nha mọi người. Ơi, chào mọi người nhé. Rồi, tăng ra thực tế rồi đây. Thì cái này lúc này là tăng đang ở trên Sài Gòn chạy về đây. Thì cái chút đi ngang qua thì tăng nhớ thì tăng quay luôn cho mọi người ha. Thì hiện tại tăng ở ngay chỗ điểm mà tăng làm trên Google Maps cho mọi người ha, Bách Hóa Xanh. Thì này gần người ta cũng Phước Thái rồi, Phước Thái Đồng Nai, thì khu vực này cũng là giáp với lại Phú Mỹ rồi, giáp với Mỹ Xuân ha. Thì như phân tích ở trên thì Văn sẽ là nói rõ hơn vì cái yếu tố này trong bất động sản, mọi người xem thực tế trước ha, thực tế cao tốc Bến Lức Long Thành và tiến độ hoàn thành mà nó cũng bị một năm này là nó không hoàn thiện ha, một năm này là không xây được động tĩnh gì, mặc dù là Bến Lức Long Thành đã là điểm nối giao với cuối cùng nối với lộ 51 rồi ha. Khi mà hoàn thành cao tốc này thật sự là ý nghĩa nó rất là kinh tế, rất quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia mà.
nó có thể là giải tích ủng tải giao thông hay là kết nối cả vùng miền Tây về du lịch, về kinh tế ha, xuất khẩu nông sản rất là nhiều vân vân ha. Sẽ yếu tố nếu hình thành thì từ yếu tố kinh tế cho đến yếu tố bất động sản khu vực xung quanh Đồng Nai hay là cả Phú Mỹ hay là thì sẽ thay đổi là yếu tố tính. Nếu mà khi đi vào hoạt động thì rất là tuyệt vời, nhưng mà cái quan trọng nhất là tôi muốn nói ở đây không phải là cái gì khác ha, vĩ mô mọi người đi để mọi người hình dung thấy được rằng để mà một yếu tố vĩ mô cho trong rất là nhiều yếu tố ở khu vực Phú Mỹ thì nó có những yếu tố chính nào thì mình đang quay lên để mọi người hình dung, mặc dù nói gì thì nói cái thực tế vẫn là quan trọng để mọi người đánh giá chính xác thời điểm nào mình mua bất động sản xung quanh nó sẽ thay đổi ra sao. Thì khi mình đầu tư mình cho cái quyết định chính xác hơn và mình phải chịu trách nhiệm chân chính cái quyết định của mình. Thông tin thì rất là nhiều, mọi người tham khảo mọi miền, nhưng mà quan trọng nhất mình thực tế và mình phải nắm thông tin nó chắc. Đây mọi người thấy đó là chỗ đã giải tỏa rồi, đây khu vực này đang chờ giải tỏa làm nút giao xung quanh này, ta phải ta trái của tăng là đi đường thì cũng đã đầu cũng là chờ giải tỏa quy hoạch rồi, nhưng mà mọi người thấy không, hiện tại công trình thì vẫn còn ngổn ngang thôi, nhà thì bên kia đặt thấy rồi là làm diện giải tỏa để làm này điểm giao nối với quốc lộ 51. Thì khi mà hoàn thành thì cái cao tốc này là rất là tuyệt vời ha, cải tạo cả cái nhiều về ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa xã hội ha. Mình đi thực tế mọi người phía trong này, người thấy đây cả khu vực đã giải tỏa rồi chưa, là giáp với quốc lộ 51 rồi, nhưng mà hiện tại thì công trình đang bị dừng lại ha, vì rất nhiều yếu tố giải tỏa đền bù hay là về thiếu vốn đầu tư ha, vân vân, rất nhiều yếu tố trong bất động sản. Thực tế thì việc này mọi người biết rồi, ở Việt Nam mình mà, thì khi một lần công trình trọng điểm thì nó rất là nhiều công trình ở khắp nơi, ở các khu vực thì công trình nào cũng có quan trọng, ý nghĩa kinh tế nó khác nhau, nhưng mà có một cái lý do nào đó nó khuất mắc ha, hoặc vấn đề tham nhũng hoặc vấn đề giải quyết đầu tư công cái gì đó nó vô vàng cái yếu tố chính trị hay là đủ thứ ha. Mọi người chắc thường ở Việt Nam thì rõ rồi, không cần nói nhiều. Mình làm ở đây thực tế là mình thấy trước ha. Đó, mọi người thêm không? Tăng sẽ đi vào trong, tăng đi cho mọi người thêm rõ. Rồi, công trình người ta làm ha. Đó, đi để mọi người thấy ha. Vì sao mà ta nói yếu tố này cho mọi người biết là trong Phú Mỹ thì nó rất tiềm năng. Thì mọi người tìm hiểu Phú Mỹ là nó có rất là nhiều yếu tố để tăng giá, nhưng mà dù nói gì thì nhóm mình vẫn phải cần thời gian và kinh nghiệm thực tế và đánh giá chính xác những thông tin hay là những cái yếu tố đó thì trong bao lâu sẽ hoàn thành. À, trước đây thì Tăng cũng có làm một cái về khu công nghiệp, về đất khu công nghiệp ha. Thì hôm nay thì Tăng làm tiếp tục một cái yếu tố lớn vĩ mô. Khi mọi người phải vững chắc vĩ mô, mọi người đánh giá từng cái chi tiết, từng góc cạnh thì đi vào những cái vi mô nó nhỏ hơn thì có những yếu tố nhỏ thì mình vẫn ăn được trong bất động sản. Còn những yếu tố chính này khi mà thời gian hoàn thành nó kéo dài có thể tới 2 năm, 3 năm nữa mà mình mua bất động sản, mình không có định hướng tìm kiếm khu vực nó còn xa xôi thì mình đầu tư sẽ chờ đợi, mình ngâm vốn rất là lâu. Đồng ý là khi cao tốc hoàn thành thì sẽ là đầu bẫy kéo theo rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều để tăng giá bất động sản. Yếu tố gì tăng giá là mọi người thường phải biết rằng là khi mà cao tốc nó hoàn thành thì sẽ kết nối giao thông nó thuận lợi từ thành phố, từ Long An các tỉnh miền Tây, những người làm khu vực ở Phú Mỹ làm cảng ha, hay là muốn sở hữu bất động sản thì di chuyển về nó rất là gần, thì người có thể là mua ở đi làm hay là có người những người mua để bất động sản đi dành thì người ta sẽ đổ xô về tìm kiếm những bất động sản xung quanh giáp ở khu vực Đồng Nai hay là Phú Mỹ này rất là nhiều, Phước Thái, Long An ha, sẽ tìm kiếm. Mà khi mà còn cộng thêm với cái nối Long Thành sân bay nữa thì sẽ là một yếu tố nó có, nói chung cả vùng có thể là thay đổi bất động sản, nó tăng giá có thể là x2 3 yếu tố chính, nhưng mà câu chuyện nó rất là dài. Còn mọi người đi thực tế, mọi người xem rồi phải cần những yếu tố khác, yếu tố thực sự về tiện ích, về việc làm, về môi trường sống nó rất là nhiều ha. Mọi người phải luôn đánh giá thông tin, phải thực chuẩn thông tin mà nó luôn luôn là mọi người biết, nó luôn báo Việt Nam thì hay là tất cả thông tin ở Việt Nam mình thì nó luôn về một phía ha, mình đi theo đám đông thì rất là nguy hiểm. Thật ra thì trong bất động sản mình từ góc cạnh, từ từng cái chi tiết mình không có nói được, cái quan trọng mình quay thực tế để mọi người hiểu và đánh giá rằng ha,
cả một công trình mà trọng điểm như thế này đây, mà có thể là đứng delay có thể 7 năm, 3 năm. Cho nên thời điểm nào mình nhảy vào bất động sản nó tốt và thời điểm này mình rút. Thường thường là mọi người thấy nó khi mà khởi công mà có động thổ thì cái là đã trông sao nhộn nhịp rồi. Mà khi hoàn thành thì mất bao lâu nữa thì nó mới tiếp tục nó xem một bước nó nhảy vọt nữa. Thì khi đầu hầm thổ thì nó đã là nhảy vọt rất là nhiều rồi. Mà thời điểm đó mọi người có thể ra vào canh những cái bất động sản. Nó đúng thời điểm mà khi hoàn thành xong thì nó sẽ tăng thọ có nhịp tiếp theo một đợt nữa. Mà nếu mà trong thời gian này mà nó không hoàn thành thì khi mà mình chạm tới giá đúng đỉnh trong khoảng thời gian 5 năm, 7 năm như công trình như thế này ha, mọi người thấy không? Nó sẽ rất là lâu, cho nên mọi người sẽ ngâm vốn không đánh giá, không thực tế thì vô tình mình đã đi sai đường, mà khi mình chọn sai một cái bất động sản nữa là coi như mình đã trong vùng sự nghiệp nó rất là rủi ro. Đóng đầu quy hoạch nó có con dao hai lưỡi, nhưng mà mình nghe thông tin nhưng mình không đánh giá đúng thời điểm. Đối với những anh chị mới kiến thức cầu mình chưa nhiều, mình chỉ nghe rất là nhiều. Khi mà thời điểm này nữa dịch bệnh nó còn ngày nó vẫn còn, hay là những cái yếu tố vĩ mô nó nhiều hơn yếu tố chính thực sự trong bất động sản, mọi người có chưa đánh giá hết yếu tố về nước ngoài, cái nghề đầu tư về chính trị, đầu tư công là những yếu tố chính khác. Còn yếu tố Covid chỉ là yếu tố bầu đắp thêm cho cái khó khăn hơn trong cái nền kinh tế. Khi mà kinh tế virus qua đi thì còn những yếu tố khác nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái kinh tế Việt Nam, và khi ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam thì từng cái bất động sản của mình cũng sẽ ảnh hưởng. Vì dù sao thì bất động sản vẫn là những cái giá trị lớn mọi người thấy đây là những cái thực tế mà tăng đi tăng quay đã giải phóng xong hết rồi. Nhưng mà hiện tại công trình vẫn có một năm này vẫn như thế này đây. Đây là Tân đã đi trước rồi, hôm nay thì Tân quay là thực tế cho mọi người xem thôi. Điểm đầu ở Long An với thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó nó còn cũng còn mất chưa lên co điểm nối xong xu hết đâu, bắt đầu dừng rồi. Mà mình chưa biết khả năng hoàn thành thế như thế nào. Cho nên dù sao thì Phú Mỹ vẫn có những yếu tố tốt này trong dài hạn nhưng mà yếu tố ngắn hạn thì mình vẫn cần những yếu tố khác nữa, chứ không phải riêng một cái cao tốc Bến Lức Long Thành này. Cho nên tao nói vì sao Phú Mỹ nó tốt là vì nó có nhiều yếu tố dòng vốn FDI thuận lợi về cái nó giao thông nấy sau này, về tương lai nó sẽ là x2, x3, x5, 5 năm, 10 năm nữa. Nhưng mà mọi người phải đánh giá từng cái, phải hiểu từng cái khu vực nó có những yếu tố nào, thì khi mình đi đầu tư thì mình đánh giá đúng mình mới chiến thắng được trong thị trường này. Cho nên những kiến thức ngày hôm nay thì đang chia sẻ để mọi người thêm thực tế thôi, chưa hết ý hết nhiều được. Cho nên có một duyên số nào đó thì mình gặp nhau, mình chia sẻ, mình muốn họ tiếp cận những thông tin có thể là tốn phí thì nó sẽ hay, nó sẽ rõ và thiết thực hơn khi mà trước khi ngồi đi quyết định đầu tư bất động sản. Thì dù sao thì cuối cùng mọi người cũng phải đi tìm lợi nhuận ở bất động sản, mong muốn tìm một nơi bất động sản tốt, pháp lý hoàn chỉnh. Đó là yếu tố chính thì mọi người nghĩ đến xin lời. Còn những cái này thì để mình học hỏi cho dò thêm kinh nghiệm thôi. Tới đây thì Tân cũng gần chắc hết video rồi, nói thì cũng không hết ý được, là khi nói cũng có dở không có hay gì hết nói thì quan điểm cá nhân của mình thôi. Ý chính thì mình quay thực tế cho mọi người biết được cái điểm nấu bánh cao tốc Bến Lức Long Thành nó đã làm tới đây rồi đây, mặc dù tiến độ cũng gần rất là xong rồi, tới gần như đã giải tỏa ra tới điểm cuối cùng rồi, nhưng mà cũng phải delay có khi từ 2-3 năm đây. Hay mọi người thấy không, một công trình trọng điểm quốc gia mà bị rất nhiều yếu tố, từ nhà thiếu vốn, Covid rất là rủi ro trong bất động sản. Đây là những cái chính thôi, người xem phải tham khảo và luôn luôn phải vững được vĩ mô thì mình mới chắc được trong cái thị trường này. Thôi tới đây thì chắc Tâm xin dừng video, tay đang chạy về hẹn mọi người ở video tiếp theo tăng ra.